はい、皆さん、こんにちは。先生、こんにちは。はい。皆さん、こんにちは。こんにちは。はい、hôm nay thì chúng ta sẽ bước vào một phần rất là đặc biệt trước khi bước vào bài 9. Đó là phần chia động từ. Đấy chính nhỉ? Thì trước đến giờ các bạn, từ bài mấy đọc động từ, bài 4, 4 đọc động từ đúng không? Vì ít quá thầy không muốn giới thiệu. Đấy nhỉ? Sau khi bài 4, bài 5 này, bài 6 này, bài 9 này. Đấy nhỉ? À, bây giờ nữa chúng ta học khá nhiều động từ rồi thì mình bắt đầu giới thiệu về cái phần này cho các bạn, thấy chưa? Khi mà các bạn học động từ dạng mát sự rồi các bạn về thì tra từ điển với động từ dạng mát sự nó không ra đúng không? Vâng. Ừ. Tìm cái động từ đấy, ví dụ thà bê mát sẽ cho từ điển nó không ra đúng không? Vâng. Ừ. Nên là gì nhỉ? Chúng ta sẽ phải học chia cái động từ dạng mát đấy về động từ dạng gốc này, hay là có người ta ký hiệu là vê đựng, ý nhỉ? À, ký hiệu là vê đựng. Và cũng có thể có mấy cách đọc như sau, thứ nhất nó là thể gốc. Ví dụ là chia về thể gốc cho thầy và các bạn hiểu nào, chia về thể đơn đúng không, hay chia về thể từ điển, thế nhỉ? Từ điển tức là nó nằm trong từ điển đấy, được chưa? Hay là thể nguyên dạng của nó, được chưa nào? Đấy là thường thì người ta hay nói thể gốc hay là thể từ điển này, hiểu ý mình nhá, được chưa? Hay và thể mát sự với thể lực khác nhau như thế nào, ngay sau đây mình sẽ giải thích đơn giản thôi. Mát sự là lịch sự đúng không nào? Ngay đầu tiên chúng ta đã học lịch sự rồi. Còn thể lực là thể thường đúng không? Thì ví dụ trong một câu như thế này. Đấy. Anh ăn không? Bình thường trong tiếng Việt khi mà chúng ta nói gì nhỉ? Một cách lịch sự thì phải có anh, chủ ngữ. Có chủ ngữ đúng không? Anh đúng không nhỉ? Chị, bác, cô gì đúng không? Thế là gì nhỉ? Tabemaska. Thì nhưng mà trong tiếng Nhật thì lại mất đi cái chủ ngữ đấy mà nó thay bằng gì nhỉ? Masu. Hoặc desu, được chưa? Masu desu. Đây là lịch sự. Đấy nhỉ? Được. Tabemaska tức là anh ăn không, được chưa? Khi mà chúng ta chia sẻ dạng từ điển được chưa? Taberu. Là nhấn mạnh nghe được chưa? Bình thường là taberu thôi nhưng mà nhấn mạnh taberu. Taberu. Tức là gì? Ăn không thôi. Taberu, ăn không. Hiểu chưa? Hay là chúng ta nói mà taberu, ăn. Taberu. Tabemasu tức là em sẽ ăn. Vâng. Hiểu chưa? Wakaremasu ka? Hai. Ừ, đấy là sự khác nhau giữa hai cái này nhá. Ok chưa? Hai, bây giờ bước vào cách chia này, cách chia này. Hai. Động từ sẽ có 3 nhóm. Nhớ cho mình nhé, có 3 nhóm. Và đây là nhóm 1. Nhóm 1 thì chia nhỉ? Cách chia như sau. Hầu hết thì các bạn sẽ nhìn thấy này, nó sẽ kết thúc bằng cái gì đó. Mass đúng không? Mass. Cái gì y y mass đúng không nào? Đấy. Đấy nhỉ? Và chúng ta sẽ gì bỏ y đi, chuyển thành ư. Ví dụ hàng y thì chuyển hết thành hàng ư. Hàng y này đúng không? Sẽ chuyển thành hàng ư hết này. Y thành cư này. Y thành ư này. Mi thành mư này. Đi thành đư. Đư này. Đấy. Được chưa nào? Hai. Hai. Ok chưa? Hai. Hai. Các bạn đọc là kakimasu. Kakimasu. Kaku. Kaku. Kaimasu. Kaimasu. Kau. Kau. Yomimasu. Yomimasu. Yomu. Yomu. Torimasu. Torimasu. Toru. Toru. Hiểu chưa? Đơn giản. Mình viết rồi nhá. Các bạn ở đằng sau ống kính gì nhỉ? Phong xem màn hình này và viết vào để trên nào. Ok chưa? Hai. Nhóm đầu tiên này nhé. Ví dụ chúng ta chuyển sang nhóm thứ hai. Nhóm thứ hai đấy. Tức là gì đây? Dạng mắt sự. Thì chúng ta bỏ mắt sự thì cộng với là rứt. Đấy chứ nào? Bỏ hết mắt sự đi. Được chưa? Bỏ mắt sự đi. Ví dụ là tabemasu sẽ biến thành taberu. Phần này dễ hơn đúng không nào? Đấy. Agemasu. Ageru. Karimasu. Kariru. Mimasu. Miru. Ok chưa nhỉ? Vậy anh thấy nhưng mà có cái à khác, ok ạ. Ở đây ghê thì khác rồi đúng không? Vâng ạ. Ừ. Và đi này thì nó giống như là nhóm 1 đúng không? Nó là phân biệt đúng không? Chỉ bằng cách chúng ta sẽ học thuộc thôi, không có gì đâu. Có ít thôi, được nhỉ? Chúng ta sẽ học thuộc được. Được chưa nào? Ok. Cứ đi thành được, đi thành được, mi thành mi được. Được chưa? Nhớ hai động từ. Các bạn nên nhớ là những cái động từ mà chúng ta học đang rất là ít nên là chuyển sang nó không có gì là khó khăn cả. Và các bạn nhớ cho mình gì đây? Nó kết thúc bằng gì đây? Khi mà có e đự này nó sẽ thuộc về e này nhé, chưa b g c m e này thì chắc chắn là nhóm hai này nhé. Vâng. Ví dụ mình chưa dạy cái động từ ví dụ là gì nhỉ? Kake đự sẽ là kakemasu đúng không? Nói cái gì đó e đấy là hiểu là nhóm hai chưa? E đự được chưa? Hai tiếp tục nhóm một đây y đự nhóm hai có hai kiểu như thế này được chưa? Ok nhỉ? Hai. Hey, nhóm 3 thì có hai động từ đặc biệt. Bắt đầu phải nhớ đúng không? Shimasu này, suru.
được bên kia simas thành bên kia suru đúng không? Đúng không? Bên kia simas rồi đúng không? Bên kia suru nhé. Kekon simas. Kekon suru. Kekon suru. Được chưa nào? Đấy. Kimas thế này. Kuru. Kuru đúng không? Ngày mai em sẽ đến là nào? Asta. Kuru. Kimas. Kimas. Được chưa? Asta kuru. Được chưa nào? Kuru. Ok chưa? Bây giờ chúng ta cùng nhau ôn lại những từ vựng mà chúng ta đã học trong tất cả các bài chưa đến giờ đúng không? Đấy, bài 5 này có 3 động từ như này. Đấy, Thúy nào? Đọc. Kimasu. Kuru. Ikimasu. Iku. Kaerimasu. Kaeru. Kaeru. Nó là nhóm 1, đây là gì nhỉ? Sẽ chia thành Kaeru. Đây là nhóm mình sẽ ghi đây được chưa? Sẽ là Kaeru đấy. Ka. Kaerimasu. Kaeru. Được chưa? Đọc lại một lần nào, tất cả các lớp cùng đọc lại. Kimasu. Kimasu. Kuru. Kuru. Ikimasu. Ikimasu. Iku. Iku. Kaerimasu. Kaerimasu. Kaeru. Kaeru. Hay, ok. Chúng ta sẽ đọc luôn để cho các bạn hiểu rõ cách sử dụng của nó được chưa? Ví dụ chúng ta có một đoạn nội thoại như thế này. Trang gọi điện cho Nhung, à Thúy gọi điện cho Trang đi. Ok, thì bảo ngày mai chị đến không? Dùng dạng lịch sự. Nói chị chẳng lấy đúng không? Trang bảo đến, đến. Asta. Kimasu ka? Asta kimasu. Asta kimasu, đấy là dạng lịch sự đúng không? Asta kimasu. Bây giờ ngược lại chúng ta dạng dùng dạng kuru này. Kuru này đúng không? Khi mà hỏi thì chúng ta sẽ nhấn mạnh cao lên để kuru ru. Asta kuru. Được chưa? Thì trả lời sẽ là kuru. Kuru. Bình thường thôi. Asta kuru. Nào, Trang hỏi nào. Asta kuru. Kuru. Asta kuru kuru. Thế không? Ok. Tiếp tục à. Nhung với Trang này. Vẫn câu này tiếp. Thế lịch sự chưa rồi này? Thế lịch sự chưa? Trang sang. Asta ikimasu ka? Ikimasu. Rồi, tiếp tục. Asta iku? Iku. 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 Hey, iku. Hey, iku. Thế nó đơn giản thế rồi nhé. Tiếp. Cuối tuần đi. Cuối tuần là gì? Shumatsu. Shumatsu. Cuối tuần có về không? Cái gọi chú cuối tuần có về không? Shumatsu. Thúy hỏi Nhung à? Nhung sang. Shumatsu kaerimasu ka? Hey, kaerimasu. Nhung hỏi lại. Shumatsu. 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 Thúy sang. Shumatsu kaeru. Kaeru? Kaeru? Hỏi nhé. Kaeru? Kaeru. Kaeru. Ok chưa? Hay. Hay. Thế là xong bài 5 rồi nhá. Đã chuyển sang bài số 6. Đây bài số 6. Hay động từ đấy nhé. Hay phần từ nhóm 2, nhóm 1. Được thế nào? Hay. Nhóm 2 nào. Khai cái cây ba tiếp. Chuyển sang là gì đấy đã? Chuyển sang là. Taberu. 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 Đúng nào? Hay. Mimasu. Miru. Miru. Đấy có mấy động từ đây? Tiếp theo, nomimasu nhóm 1 sẽ là gì đây? Nomu. Đúng rồi, nomu. Nomu. Tiếp. Suimasu. Suimasu là gì nhỉ? Su. Hút thuốc. Hút thuốc đúng không? Chuyện gì nhỉ Trang nhỉ? Su. Su đúng không nào? Tiếp. Kikimasu. Kiku. Kiku. Kiku đúng không? Nghe đúng không? Kiku. Nghe là hỏi đúng không? Ok chưa? Hay. Lại đặt nhá. Lịch sự chưa? Thôi bỏ phần lịch sự đi, cho anh chuyển sang ngoài đi. Ok. Bây giờ chúng hỏi cao cao lên tí nhá. Ok. Ví dụ ăn cái này không? Chú hỏi Trang. Tabiru. Ăn cái này là gì? Koreo. Koreo. Koreo tabiru. Koreo tabiru. Chan-san. Koreo tabiru. 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 Được chưa nào? Ok. Tiếp. Nhung với Trang nào? Xem phim nhá. Xem phim đi. Ok. Ega o miru. Miru. Được chưa? Tiếp, Trang với Thúy nào. Uống bia không? Biru. Biru o nomu. Nomu. Nomu đấy. Này, hút thuốc không à? Thúy với cả Nhung à? Nhung sao? Thầy có sư. Sư? Đúng rồi, sư. 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 Sư đấy nhé. Ok, tiếp, nghe nhạc không nào? Nhung với Trang. Ông ạ. Hay ôn ca cử ô ca à kí cử kí cử ông ca kí cử được chưa nhỉ? Ok chưa? Tiếp bạn bảo này yomimas chia tiếp nó chia là gì nhỉ? Yomu yomu bạn đọc yomu 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 đấy nhé yomu yomu ok tiếp tục kakimas kaku kaku đúng không? Kaimas kau đúng rồi kau đúng không? Tiếp. Torimasu. Toru.
Tô đức. Ok, tiếp. I must. Ao. Ao. Tiếp. Simas. Suru. Đúng rồi, người nhóm 3 đúng không? Suru được nhé. Suru. Được chưa? Simas, suru. Như nào? Hãy, lên tập tiếp. Đọc bạn nào, đọc đi lại, đọc chuyện. Đọc sách đi. Hôm mốt, yomu. 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 Kakimasu. Ừ. Viết gì nhỉ? Viết thư. Tegami o kaku. Kaku. Kaku đi xem. Mua cái gì đó? Mua ô tô đi. Kuruma o kaku. Kaku. Tiếp. Chụp ảnh. Sashi no toru. Toru. Sashi no toru. Tiếp. Ngày mai gặp không? Asta au. Au. Asta au. Au. Tiếp. Saka o suru. Suru. Chưa bóng không? Suru, suru. Nhớ nhớ đây là bạn bè là với nhau đúng không? Chưa bóng không? Nhớ nhớ. Tiếp. Bye bye. Đây, để xem. Đây, bóng này là từ rồi. Kirimasu là gì đây? Cắt ạ. Cắt, đúng rồi. Chưa là gì đây? Kiru. Kiru. Đúng rồi, kiru, đúng không? Tiếp. Okurimasu là gì? Gửi ạ. Gửi. Chưa là gì đây? Okuru. 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 Được chưa nào? Okuru. Tiếp. Moraimasu. もらう。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 
Kame. Cắt cái này đi, cắt cái này. Cắt này này. Cắt cái này. Kore. Kore. Kore o. Kore o. Kiru. Kiru. Hay. Okuru. Okuru. Gửi thư. Gửi thư. Gửi thư. Tegami o okuru. Okuru. Tiếp. Okane o morau. 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 Tiếp. Tiếp tiền đi. Cho mượn tiền. Mượn tiền hả? Okane, okane o kasukamu. Kasu. 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 Viết cho ai mượn đó, viết cho tình huống này đúng không? Ví dụ là cho nó mượn tiền nè. Okane o kasu. Cho mượn tiền nè. Cho mượn tiền nào đúng không? Ví dụ cho một người thứ ba đúng không? Kasu. Rồi. Thì sẵn này okane o kasu. Thì sẵn này okane o kasu. Đấy, tình huống này là gì ạ? Tiếp. Nihongo o narau. Narau. Nhiều gỗ, nà lão, nà lão. Đơn giản đúng không? Đấy, làm mấy động từ nữa này. Đấy, động từ nhóm 2 đúng không? Nhóm 2, được chưa? Đấy, karimasu. Động từ đặc biệt. Kariru. Nó là nhóm 2 thì phải là kariru đúng không? Kariru. Kariru. Rồi, cho đến thời điểm đại các bạn chỉ học kariru rồi đúng không? Ok. Tiếp. Osiemasu là gì? Osieru. Dạy. Nó là gì đấy? Osieru. Osieru, đúng không? Tiếp. Kakemasu. Kakeru. Đúng rồi, kakeru đấy nhé. Kakeru. Tiếp. Agemasu. Ageru. Ageru. Được chưa? Dạ. Đọc tiếp. Nhung nào. Karimasu là trong tiền. Mượn này. Mượn sách. Ví dụ. Mượn sách. Ví dụ đây nhá. Nhung, em đang muốn mượn sách của Nhung đúng không? Vâng. Thì bắt đầu thì Nhung này người hỏi. Cái đi đứa mượn à? Mượn đúng không? Có đều cái đi đứa? Không, không có cái đi đứa. Không có cái đi đứa. Cái đi đứa. Không cái đi đứa. Đúng không? Kiểu như thế, được chưa? Này, Oshimasu. Dạy, dạy tiếng Anh nhá. Ego o oshieru. Oshieru. Kê... Đen qua o kakeru. Kakeru. Điện thoại à đúng không? Điện thoại à. Tiếp. Tặng cái này cho cái này Hana hana o kakeru ageru 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 hana o ageru 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 nào hai đơn giản được chưa hết rồi vẫn còn cái chín này chúng ta sẽ có hai động từ này đúng không? Đó là wakarimasu 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 arimasu 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 được chưa? Wakarimasu, động từ nhóm mấy đây?
Nhóm 1 ạ. 1 thì chia như nào? Wakaru. Đúng rồi. Wakaru ですね. Wakaru. Wakaru. Câu này người Nhật rất hay giỏi này. Nihongo ga wakaru. Được nhé. Tiếp. Arimasu thế nào? Aru. Aru. Aru ですね. Có cái gì đó? Aru. Có đúng không nào? Ví dụ, okane ga aru. Có tiền. Có tiền không? Đúng không? Có tiền không? Đấy là này, có tiền không? Là lịch sự thôi này. Em có tiền không? Okane ga arimasu ka? Okane ga arimasu ka? Được chưa nào? Được chưa? Được. Xong rồi nhá. Bây giờ bài 9 chúng ta đã xong rồi đấy. Bắt đầu từ bài sau, có những cái từ vựng mới nào thì thầy sẽ chia về cái này cho các bạn. Được chưa nào? Để cho các bạn. Thế hình dung là có hai cái từ masu với aru, masu aru đúng không? Chia luôn được. Được chưa nào? Hay. Ok. Vậy là phần chia đoạn đường này kết thúc rồi. Bây giờ chúng ta chuẩn bị bước vào bài 9 nhé. Chúng ta sẽ xem clip tiếp theo. Clip này là riêng biệt tại thế nào. Ok. Hãy, mình sẵn, またね. Sensei, ありがとうございました. Hãy, またね. Mình sẵn, ありがとうございました.